Rồi, chào mừng các bạn đến với kênh của mình. Thì các bạn biết là gần đây mình tìm hiểu rất nhiều về cái trường phái đầu tư dựa vào sự hiểu biết về cái diễn biến của nền kinh tế. Thì khi mình tìm hiểu thì mình thấy cái kiến thức về nền kinh tế thật sự là một cái mảng kiến thức rất cần thiết và rất hay ho. Chứ nó không hề khô khan như chúng ta vẫn nghĩ. Nhiều người sẽ nghĩ là gì? Giờ nói về kinh tế là bắt đầu nói mấy thứ khô khan, trừu tượng, khó hiểu. Nhưng mà thật ra không phải thế. Khi mình tìm hiểu mình thấy nó rất là thú vị. Và tại sao nó lại quan trọng? Tại vì các bạn biết là gì? Ông Ray Dalio á, chỉ với cái sự hiểu biết về nền kinh tế thôi mà ông đã trở thành một trong những nhà đầu tư vĩ đại nhất ở thời điểm hiện tại, với khối tài sản hơn 19 tỷ đô. Và ông cũng là founder của quỹ phòng hộ lớn nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Đó, cho nên là khi mà chúng ta hiểu biết về cái mảng kiến thức này, thật là các bạn sẽ làm được rất nhiều thứ. Và các bạn sẽ hiểu là gì? Cái việc in tiền và cái việc suy thoái khủng hoảng kinh tế nó không nghiêm trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Rồi sau đó khi các bạn hiểu về kinh tế, các bạn sẽ có thể biết là nên sử dụng tiền của mình như thế nào cho nó thông minh. Tại vì các bạn biết trước là nền kinh tế nó sẽ diễn biến như thế nào. Đấy, cho nên là trong video này mình xin được phép tóm tắt lại tất cả những gì các bạn cần biết để hiểu về cái cách thức hoạt động của nền kinh tế. Và mình sẽ cố gắng để giải thích nó một cách đơn giản và dễ hiểu nhất có thể, để các bạn có thể nắm chỉ sau một video này thôi. Tuy nhiên, trước khi vào phần chính thì xin dành một ít thời gian để cảm ơn ba người. Thứ nhất là ông Ray Dalio, thứ hai là ông Warren Buffett, và thứ ba chính là kênh YouTube Free Investing, vì đã tạo ra những cái nội dung cực kỳ chất lượng nhưng mà hoàn toàn miễn phí để mà mình có thể học xong rồi đúc kết ra cho các bạn được một cái video như thế này. Nên là xin dành một ít thời gian để gửi lời cảm ơn đến ba người này ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước vào phần chính của video này. Rồi, đầu tiên như các bạn đã biết thì cái nền kinh tế chúng ta được hình thành từ vô số những cái quá trình trao đổi giữa người với người. Ví dụ nha, ông A, ông đưa một số tiền cho ông B và ông nhận lại một cái món hàng hóa và dịch vụ nào đó, thì đây chính là một cái quá trình trao đổi. Hay là một cái ông C khác, ông đưa một cái số tiền cho ông D và ông nhận lại một cái món hàng hóa và dịch vụ nào đó từ ông D, thì đây cũng chính là một cái quá trình trao đổi. Và nền kinh tế chúng ta được hình thành từ vô số những quá trình trao đổi giống như thế này. Lấy ví dụ cụ thể các bạn dễ hình dung nè. Ví dụ bây giờ các bạn bỏ một số tiền là 2 triệu, các bạn mua một cái đôi giày Nike chẳng hạn, một cái đôi giày Nike mới, thì đây chính là một cái quá trình trao đổi. Hoặc là ngược lại, nó có một cái ai đó bỏ một số tiền là 5 triệu để mà mua lại cái điện thoại cũ mà các bạn đang xài á, thì đây cũng chính là một cái quá trình trao đổi. Đó, thì nền kinh tế chúng ta nó tồn tại vô số những quá trình trao đổi giống như thế này. Thì để mà cho tất cả những cái quá trình trao đổi này nó diễn ra một cách trơn tru, hiệu quả và không gặp vấn đề thì phải có cái gì các bạn? Phải có một cái đơn vị quản lý tất cả những cái quá trình trao đổi này. Giống như là một cái đội nhóm mà nếu các bạn muốn nó hoạt động trơn tru thì các bạn phải có một cái người leader dẫn dắt nhóm, đúng không? Đó, thì nền kinh tế cũng vậy thôi. Vậy thì ở Việt Nam chúng ta ai là người quản lý tất cả những cái quá trình trao đổi này các bạn? Đó chính là nhà nước. Nhà nước hay còn gọi là chính phủ. Và nhà nước sẽ quản lý tất cả những cái quá trình trao đổi này thông qua hai công cụ phổ biến nhất. Thứ nhất đó là lãi suất. Nhà nước sẽ tăng giảm lãi suất. Và thứ hai đó là nhà nước sẽ in tiền. Thì nhà nước sẽ sử dụng hai cái công cụ này để điều tiết toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Rồi, vậy thì nhà nước làm điều đó như thế nào? Thì để mà các bạn hiểu được nhà nước đã làm như thế nào để điều tiết nền kinh tế thì các bạn phải nhìn vô một cái bức tranh nó tổng quát hơn. Chứ các bạn nhìn vô đây thì nó mới chỉ có hai cái quá trình trao đổi thôi, đúng không? Chúng ta phải nhìn vô cái nào đó mà nó diễn tả được nguyên cái nền kinh tế. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ có một cái công thức để mà diễn tả toàn bộ nền kinh tế của chúng ta. Và công thức đó là gì? Toàn bộ thì nó phải có chữ gì các bạn? Chữ tổng. Tổng gì? Tổng chi chia cho, lại tiếp tục là chữ tổng. Tổng gì các bạn? Tổng hàng hóa. Và chia như vậy chúng ta sẽ có gì các bạn? Đó là giá cả. Tổng chi chia cho tổng hàng hóa sẽ bằng giá cả trung bình của những cái mặt hàng đó. Các bạn nhìn như đây các bạn thấy thôi. Ông A chi một số tiền cho ông B, thì đây là chi nè. Rồi ông B đưa lại cho ông A một món hàng hóa và dịch vụ nào đó, thì chính là hàng hóa. Vậy thì tổng chi của tất cả mọi người trong nền kinh tế chia cho tổng cái lượng hàng hóa và dịch vụ lưu thông trong nền kinh tế, chúng ta sẽ có được cái giá trung bình của những cái mặt hàng đó. Đó. Rồi, nói tới đây các bạn nhìn vào cái công thức các bạn sẽ thấy là gì? Nếu như mà tất cả mọi người chi quá nhiều á, cái tổng chi nó sẽ tăng lên và nó sẽ khiến cho cái giá cả của những hàng hóa đó tăng lên. Và đây gọi là lạm phát. Lạm phát tức là gì? Là hồi trước các bạn ăn cái tô phở nó có 30 ngàn thôi, nhưng mà bây giờ các bạn ăn cái tô phở nó tới 50 ngàn, tại vì giá cả của những mặt hàng đó nó tăng lên do mọi người chi quá nhiều.
Còn ngược lại, nếu bây giờ người dân người ta không chi nữa mà người ta gửi ngân hàng hết luôn, người ta gửi hết tiền vô ngân hàng luôn, thì bây giờ tổng chi nó giảm nè. Tổng chi nó giảm thì theo công thức là gì các bạn? À, giá của những mặt hàng đó nó sẽ giảm. Giảm tức là sao? Hồi trước các bạn ăn cái tô phở 40.000 thì bây giờ bạn ăn tô phở nó chỉ có 30.000 thôi. Và đây gọi là hiện tượng giảm phát. Và cả hai cái hiện tượng lạm phát và giảm phát này đều nguy hiểm hết. Cho nên là nhà nước cần phải điều tiết toàn bộ nền kinh tế để đảm bảo là hai cái hiện tượng đó nó không xảy ra một cách quá mức kiểm soát. Rồi, nói tới đây thì mình biết sẽ có một số người nói với các bạn là gì? À, nhà nước sẽ tăng lãi suất nè. Tăng lãi suất để làm chi? Để người ta gửi tiết kiệm nhiều hơn. À, và nhờ vậy thì người ta không có tiền để người ta chi. À, không có tiền để chi thì tổng chi giảm và giá sẽ giảm. À, như vậy là sẽ điều tiết được lạm phát. Thì giải thích như vậy nó có đúng hay không? Câu trả lời là không. Giải thích như vậy nó không có chính xác. Và nếu các bạn giải thích như thế, các bạn sẽ không có hiểu được nền kinh tế ngoài kia đang hoạt động như thế nào đâu. Tại vì sao? Tại vì trong cái tổng chi này nè các bạn, nó tồn tại tới hai yếu tố lận. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tiền. Hiển nhiên rồi đúng không? Nhưng mà cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố rất quan trọng, nó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế luôn, nhưng lại là cái yếu tố ít người hiểu về nó nhất. Đó là cái gì các bạn? À, đó là tín dụng. Rồi, vậy thì để mà các bạn có thể hiểu được một cách sâu sắc là nhà nước đã điều tiết toàn bộ nền kinh tế như thế nào á, thì các bạn phải hiểu được cái yếu tố rất quan trọng này, đó là cái yếu tố tín dụng. Cho nên bây giờ thôi, chúng ta sẽ tạm thời quên hết mấy cái này đi. Chúng ta sẽ quên hết công thức, quên hết nhà nước đi luôn. Chúng ta sẽ giải thích cái yếu tố tín dụng trước đã. Rồi, tổng chi nè. Tổng chi gồm hai yếu tố là tiền và tín dụng. Vậy thì tín dụng có nghĩa là gì? Bây giờ sẽ lấy ví dụ nè. Ví dụ lương của bạn là 20 triệu một tháng đi. Thì bình thường xài 20 triệu một tháng là dư giả luôn, xài không hết. Nhưng mà tự nhiên tới cái lúc iPhone nó ra mẫu mới, iPhone 14, thế là tháng đó không có tiền để mua iPhone, thì phải làm sao? À, phải lấy cái thẻ tín dụng cà thêm 30 triệu nữa để mua cái iPhone 14 đó. Vậy thì tổng chi bây giờ của các bạn là bao nhiêu? À, là 50 triệu. Và 50 triệu này là bao gồm gì ạ? 20 triệu từ tiền của bạn nè, và 30 triệu đến từ cái yếu tố tín dụng này. Vậy tín dụng này có nghĩa là gì? Hiểu nôm na thì nó chính là nợ ấy. Khi mà một cái ông A nè, ổng đến, ổng hỏi mượn tiền của cái ông B. B ơi, cho tôi mượn tiền đi. 2 năm sau tôi trả cho ông cả gốc và lãi luôn. Và nếu như mà ông B ổng tin lời ông A và ổng cho ông A này mượn một số tiền, thì khi đó là khi tín dụng được tạo ra. Và tín dụng nó rất quan trọng. Tại vì sao? Tại vì khi nó được tạo ra, nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ như thế này trong nền kinh tế này các bạn. Đó, một cái chu kỳ như thế này. Cái chu kỳ này có nghĩa là sao? Bây giờ giả sử như là bạn có mức lương là 20 triệu một tháng đúng không? Thì bây giờ có phải là nếu như mà nó không tồn tại cái yếu tố tín dụng này nè, thì bạn chỉ được xài 20 triệu đúng không? Bây giờ các bạn đâu có thể chi nhiều hơn 20 triệu đâu. Còn nếu các bạn muốn chi nhiều hơn 20 triệu thì các bạn phải đi làm siêng năng hơn, làm tốt hơn, lên chức cao hơn, rồi tạo ra giá trị nhiều hơn thì lương bạn mới tăng. Lúc đó bạn mới chi nhiều hơn được. Nhưng nếu mà nó có sự tồn tại của yếu tố tín dụng này nè, thì sao? Bạn sẽ được quyền chi 30 triệu, thậm chí là 50 triệu luôn. Tại vì sao? Các bạn đang chi cái số tiền mà mình không sở hữu. Và đến một lúc nó đi xuống vì sao? À, vì các bạn phải trả lại cái số tiền đó. Các bạn phải trả lại 30 triệu mà các bạn đã mượn ở đây. À, và các bạn phải trả lại 50 triệu mà các bạn đã mượn ở đây. Thì đó lý do tại sao mà nó tạo ra một cái chu kỳ trong như thế này trong nền kinh tế. Và các bạn để ý nè, lý do mình nói tín dụng rất quan trọng tại vì nó giúp các bạn tăng chi rất nhanh chóng trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn. Và tại sao cái điều đó lại quan trọng? Tại vì tăng chi đồng nghĩa với cái gì các bạn? Tăng chi đồng nghĩa với việc tăng thu nhập. Tại vì sao? Chúng ta hãy nhớ câu thần chú như thế này, đó là chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. À, chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Tức là sao? Đây mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn dễ hình dung. Bây giờ ví dụ ông A, ông có một cái mức lương đó là 10 triệu. Thì có phải bây giờ nếu mà ông A ông chi cái số tiền 10 triệu này để ông mua một cái món đồ gì đó từ ông B, thì có phải 10 triệu này ông A chi ra là thu nhập của ông B không các bạn? À, thì chi tiêu của ông A chính là thu nhập của ông B. Và tiếp tục nếu mà ông B tiếp tục chi ra cái số tiền 10 triệu này cho ông C nữa, thì nó lại trở thành thu nhập của ông C. Cho là chi của người này sẽ trở thành thu nhập của người khác. Và chúng ta để ý là gì? Nếu như mà nó không có tín dụng thì cái đồ thị nó sẽ đi ngang như thế này. Nó rất khó để mà nó đi lên. Còn nếu mà nó có tín dụng thì cái đồ thị nó sẽ thay đổi như thế này. Đây các bạn để ý nè. Lương ông A 10 triệu đúng không? Có yếu tố tín dụng vô. À, ngân hàng cho phép mọi người mượn một cái số tiền bằng với lại cái mức lương mà họ có nữa. À, vậy thì trong trường hợp này ông A mượn được thêm 10 triệu. Vậy thì ông A không chỉ được phép chi 10 triệu mà ông được chi
20 triệu. À, 20 triệu. Và khi mà ông A chi 20 triệu thì sao các bạn? Thu nhập của ông B trở thành 20 triệu. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc là gì? Ông B này được phép mượn thêm ngân hàng 20 triệu nữa. Và như vậy ông B lại được phép chi thêm 40 triệu. À, và 40 triệu này lại trở thành thu nhập của ông C. Và ông C này lại tiếp tục mượn được 40 triệu và lại tiếp tục chi được 80 triệu. Và 80 triệu lại trở thành thu nhập của ông D. Chi của người này trở thành thu nhập của người khác. Và đây chính là cái sự phát triển của nền kinh tế. Tín dụng nó sẽ giúp nền kinh tế phát triển, bởi vì nó sẽ giúp mọi người tăng chi rất nhanh. Mà tăng chi đồng nghĩa với việc tăng thu nhập. Câu thần chú ha, chi của người này là thu nhập của người khác đây. Và thêm một cái sự thật dành cho những bạn nào chưa biết, đó là các bạn có biết tại sao mà nền kinh tế Mỹ phát triển rất nhanh chóng không, trở thành nền kinh tế đứng đầu trên toàn thế giới? Một phần lý do đó là bởi vì tín dụng mà Mỹ sở hữu á, đã từng có một cái thời điểm nó lớn hơn tổng số tiền mà họ sở hữu tới bao nhiêu lần? 16 lần. 16 lần. Tức có nghĩa là gì? Cái lượng nợ mà họ sở hữu lớn hơn cái lượng tiền họ có tới 16 lần. Nước Mỹ sử dụng tín dụng rất triệt để, và đó là lý do tại sao nền kinh tế họ phát triển rất là nhanh chóng. Tuy nhiên, cái gì có mặt tốt thì cũng sẽ có mặt xấu. Tín dụng nó sẽ giúp cho nền kinh tế phát triển rất là nhanh, nhưng nó cũng sẽ dẫn đến những cái kết quả rất tai hại mà xíu nữa chúng ta sẽ nói ở trong phần sau. Bây giờ các bạn chỉ cần hiểu trước là gì ạ? Tín dụng nó quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta tăng chi rất nhanh chóng, mà chi của người này là thu nhập của người khác, cho nên là nó sẽ giúp thu nhập tăng rất là nhanh chóng. Rồi, khi mà các bạn đã hiểu được cái tầm quan trọng của yếu tố tín dụng rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần hồi nãy nha, để xem coi là thực sự nhà nước đang điều tiết nền kinh tế như thế nào. Rồi bây giờ trường hợp 1 nè. Trường hợp 1 là chúng ta đang gặp vấn đề đó là lạm phát. Rồi khi mà lạm phát thì nhà nước làm gì các bạn? À, nhà nước sẽ tăng lãi suất lên. Thì tăng lãi suất có phải là để người ta gửi tiền vô ngân hàng nhiều hơn không? Thực tế là không phải đâu. Cái quan trọng mà không tác động đó chính là cái yếu tố tín dụng này nè. Tăng lãi suất là để giảm cái lượng tín dụng trên thị trường xuống, rồi để người ta không còn mượn được nhiều tiền nữa. Mà không có mượn được tiền nữa có nghĩa là gì các bạn? À, chi của mọi người sẽ giảm. Và chi giảm đồng nghĩa với gì ạ? Câu thần chú, thu nhập mọi người sẽ giảm, bởi vì chi của người này là thu nhập của người khác. Mà khi mà thu nhập của mọi người giảm thì tổng chi trên toàn bộ thị trường sẽ giảm xuống. Tại vì người ta có tiền nữa đâu mà chi. Cho nên là đúng theo công thức, giá cả của hàng hóa và dịch vụ sẽ giảm xuống. Và khi đó lạm phát sẽ được kiểm soát. Đó là lý do tại sao khi mà nhà nước tăng lãi suất, lạm phát sẽ giảm. Và chỗ này các bạn cũng để ý thêm một điều nè. Khi mà thu nhập giảm nó đồng nghĩa với gì các bạn? Kinh tế sẽ đi xuống. Hay nói cách khác là suy thoái kinh tế. Cho nên chúng ta phải biết một cái sự thật là gì? Khi mà lạm phát xảy ra cùng lúc với lại suy thoái kinh tế thì đó thực sự là một cái giai đoạn rất khó khăn. Bởi vì bây giờ nâng lãi suất á thì đúng là giảm lạm phát thật, nhưng mà kinh tế nó sẽ còn suy thoái hơn, sẽ còn đóng băng nhiều hơn nữa. Cho nên thực sự khi mà hai cái tình trạng này xảy ra cùng một lúc á, nhà nước phải rất cân nhắc để làm sao mà cái việc tăng lãi suất này nó phải cân bằng được cả hai yếu tố, chứ không phải là cứ muốn tăng bao nhiêu là tăng đâu ha. Rồi đến với trường hợp thứ hai, đó là chúng ta sẽ gặp cái tình trạng là giảm phát. Rồi giảm phát thì nhà nước sẽ làm cái gì các bạn? Ngược lại với nãy, nhà nước sẽ giảm lãi suất. Giảm lãi suất để chi? Để tác động tới cái yếu tố tín dụng nè, để tăng cái lượng tín dụng lên, để khiến cho mọi người đi mượn vay nhiều hơn. Và khi mà mọi người vay nhiều hơn thì đồng nghĩa với việc gì? Họ sẽ chi nhiều hơn. Mà chi nhiều hơn thì câu thần chú nãy, thu nhập của mọi người sẽ tăng lên. Và khi thu nhập tăng thì sao bạn? Tổng chi trên toàn bộ thị trường sẽ tăng trở lại, và nó sẽ khiến cho giá cả hàng hóa tăng trở lại. Và lúc đó chúng ta sẽ xử lý được cái câu chuyện giảm phát. Và chỗ này cũng lại để ý thêm một lần nữa là khi mà thu nhập tăng thì cũng đồng nghĩa với gì các bạn? Đó là kinh tế sẽ phát triển. Cho nên khi mà giảm lãi suất cũng đồng nghĩa với cái việc là gì? Nhà nước đang thúc đẩy và kích thích để nền kinh tế phát triển trở lại. Cho nên là khi mà nền kinh tế suy thoái quá lâu, các bạn thường sẽ thấy là gì? Nhà nước sẽ có một cái động thái, đó là họ sẽ giảm lãi suất để kích thích cho nền kinh tế khôi phục trở lại. Tuy nhiên, trên thực tế thì nó không có màu hồng như chúng ta vẫn nghĩ. Không phải là cứ lúc nào mà kinh tế suy thoái là chúng ta giảm lãi suất cái là kinh tế nó phát triển trở lại đâu. Không phải mọi chuyện đơn giản như thế đâu. Tại vì sao? Lãi suất giảm thì cũng chỉ giảm tới một giới hạn nào đó thôi, chứ không thể nào mà các bạn giảm xuống 0% hoặc là giảm thấp hơn như vậy được. Cho nên sẽ có một số những cái trường hợp là gì kinh tế nó sẽ suy thoái tới mức mà không thể giảm lãi suất để mà khiến nó phát triển trở lại nữa. Thì trong trường hợp đó,
không chỉ là suy thoái kinh tế nữa, mà chúng ta sẽ bước đến một cái giai đoạn mà nó gọi là đại khủng hoảng kinh tế, và nó sẽ lan rộng trên toàn thị trường ha. Và đó cũng chính xác là cái câu chuyện đã xảy ra vào thị trường Mỹ vào năm 1929 và năm 2008, khi mà nền kinh tế khủng hoảng trầm trọng tới mức mà lãi suất giảm gần bằng 0%, nhưng mà cũng không thể giúp nền kinh tế thoát khỏi cái dạng đó được. Và một ví dụ khác là nền kinh tế Nhật vào năm 1989 cũng gặp đại khủng hoảng tương tự như thế luôn. Rồi, vậy thì đến với phần tiếp theo, chúng ta sẽ giải thích xem là nguyên nhân vì đâu mà nó lại dẫn đến những cái đại khủng hoảng khủng khiếp đến mức như thế này. Và khi mà chúng ta đã hiểu được cái nguyên nhân rồi, chúng ta sẽ nói đến những cái giải pháp mà có thể làm để mà giúp nền kinh tế thoát khỏi những cái dạng khủng hoảng này. Và khi đó các bạn sẽ hiểu là cái việc in tiền của nhà nước nè, thật ra nó không có nghiêm trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Tại vì chúng ta mới nói tới lãi suất thôi, đúng không? Chúng ta chưa có nói đến cái vấn đề in tiền. Đó, thì phần sau các bạn sẽ hiểu. Rồi, nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng kinh tế là gì các bạn? Không gì khác, đó chính là tín dụng. Cái ông tín dụng này là cái ông mà nó sẽ giúp nền kinh tế phát triển rất nhanh. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng nó thì nó cũng sẽ hủy hoại toàn bộ nền kinh tế. Tại sao? Đây, nãy mình có nói các bạn, tín dụng nó sẽ có chu kỳ giống như thế này, đúng không? Thì tương tự thôi, cái nền kinh tế nếu mà nó có sự tồn tại của tín dụng thì nó cũng sẽ có cái chu kỳ tương tự như vậy. Tại sao lại như vậy thì dễ hiểu thôi. Tín dụng sẽ giúp gì các bạn? Tăng chi nè. Đó, thì khi mà tăng chi thì sao? Tăng thu nhập. Tăng thu nhập thì nền kinh tế sẽ phát triển. Rồi, đến một lúc thì chi nó sẽ giảm lại. Và chi giảm thì cũng đồng nghĩa với gì các bạn? Thu nhập giảm. Thu nhập giảm thì nền kinh tế nó cũng sẽ đi xuống. Đó là do tại sao mà cái nền kinh tế khi mà có sự xuất hiện của tín dụng á, thì nó cũng sẽ có một cái chu kỳ tương tự như thế này. Rồi, cái này mình vẽ to cho các bạn dễ nhìn thôi. Chứ còn bây giờ nếu chúng ta thu nhỏ nó lại và chúng ta dùng cái đó để mà chúng ta biểu diễn cái chu kỳ dài hạn của nền kinh tế 70-100 năm chẳng hạn, thì cái nền kinh tế chúng ta sẽ có cái hình ảnh như sau. Đây nè, một chu kỳ nè, một chu kỳ nè, hai chu kỳ nè, ba nè, bốn nè, và cứ thế nó tiếp tục. Đây chính là cái gì các bạn? Đây chính là cái sự phát triển của nền kinh tế. Thì khi mà có yếu tố tín dụng á, các bạn sẽ thấy là gì? Có những cái lúc mà nó suy thoái, có những cái lúc nó đi xuống như thế này, nhưng mà về lâu về dài, theo chiều dài của thời gian thì kinh tế nó sẽ luôn phát triển. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải để ý một cái yếu tố rất là quan trọng như thế này. Đó là gì? Cái tín dụng nè các bạn, mỗi lúc nó sẽ ngày càng cao lên, tức là nó luôn luôn cao hơn so với cái giai đoạn trước đó. Đây, nó sẽ luôn luôn tăng, tín dụng nó sẽ luôn luôn tăng, nợ nó sẽ ngày càng nhiều. Và nó tăng đến một lúc thì sao các bạn? Đến một lúc nó sẽ tạo ra một cái bong bóng thị trường. Các bạn nghe người ta hay nói là gì? Bong bóng bất động sản nè, bong bóng thị trường chứng khoán nè. Thì đó chính là cái bong bóng này nè. Thì tại sao lại sinh ra cái bong bóng này? Là lúc mà gì? Nợ nó quá lớn, nó lớn tới mức mà nó hơn quá nhiều so với lại cái thu nhập mà mọi người có. Thu nhập nó tăng không kịp so với lại cái lượng nợ mà mọi người có. Thì đến một lúc á, nó sẽ tạo ra cái bong bóng ở đây. Và cái bong bóng này khi mà nó chịu không nổi nữa, tức là lượng nợ này nó quá lớn rồi, không thể gánh vác nổi cái lượng nợ này nữa, thì cái bong bóng này nó sẽ vỡ ra. Và nền kinh tế khi đó nó sẽ có cái hình ảnh như thế này. Và đây chính là cái giai đoạn đại khủng hoảng của nền kinh tế. Thì đây chính xác là những gì đã xảy ra ở thị trường Mỹ và Nhật Bản, rồi Anh chẳng hạn, rất nhiều những cái quốc gia trước đó. Và chu kỳ này thường sẽ kéo dài từ 70 đến 100 năm. Tức là cứ 70 đến 100 năm thì cái chu kỳ của đại khủng hoảng kinh tế này nó sẽ lặp lại một lần. Rồi thì bây giờ nếu các bạn nhìn vào cái đồ thị này nó hơi ngoằn ngoèo, hơi khó hiểu, đúng không? Thế là bây giờ mình sẽ lấy một cái ví dụ để các bạn dễ hình dung cụ thể nè. Bây giờ ông A ông làm bất động sản đi chẳng hạn. Đó. Thì cái ông A này, ông đi, ông vay ngân hàng số tiền là 500 triệu. Đó, ông 500 triệu. Ông đầu tư vô bất động sản, ông mua một cái căn nhà có trị giá là 1 tỷ. Đó, thì cái căn nhà 1 tỷ này nè, nó sẽ giúp ông sinh ra cái thu nhập là 10 triệu một tháng. Đó, ông sẽ kiếm thêm được 10 triệu một tháng. Tại vì sao? Tại vì ông cho thuê cái căn nhà đó. Thì cái tín dụng này có tốt không bạn? Rất tốt. Tại vì nó giúp ông ấy tăng thu nhập. Rồi giúp ông ấy có thêm một cái tài sản. Và hai cái yếu tố này cộng lại thì nó sẽ khiến gì các bạn? Ông A này có giá trị hơn trong mắt ngân hàng. Tức là ngân hàng sẽ tin tưởng ông này hơn và sẽ cho ông này mượn nhiều tiền hơn. Và đồng thời thì sao nữa các bạn? Cái ông A này á, ông cũng muốn mượn nhiều tiền hơn, chứ ông không có muốn trả cái khoảng 500 triệu này. Tại vì đó là cái xu hướng con người chúng ta. Con người chúng ta cái bản năng là gì? Sẽ không bao giờ mà chúng ta mượn số tiền xong rồi chúng ta thành công, xong rồi chúng ta trả hết số tiền đó và chúng ta
an cư lạc nghiệp, sống bình dị tới cuối đời. Không có bạn, rất là khó có trường hợp nó xảy ra. Bản thân con người chúng ta là gì? Chúng ta sẽ muốn mượn nhiều hơn. Để chi? Để mở rộng sản xuất, để phát triển công việc kinh doanh, để đầu tư được nhiều hơn, và rồi mình sinh lời nhiều hơn, mình kiếm được nhiều tiền hơn. Cho nên là ông A này ông không có dừng lại tại đây đâu. Ông sẽ mượn thêm của ngân hàng 1 tỷ chẳng hạn, 1 tỷ để ông đầu tư thêm một cái căn nhà nữa. Tội gì không, đúng không? Ngân hàng cho ông mượn mà. Đó, ông mua cái căn nhà này là trị giá 2 tỷ. Và cái căn nhà 2 tỷ này lại giúp ông ấy sinh ra thêm một cái khoản thu nhập mới. Đó là 20 triệu một tháng. Tại vì ông này cũng đem căn nhà này cho thuê. Đó, vậy thì tín dụng này có tốt không bạn? Cũng rất là tốt luôn. Giúp ông ấy tăng thêm thu nhập nè. Lại có thêm một cái món tài sản nè. Rồi lại gì nữa? Lại có uy tín hơn trong mắt ngân hàng. Ngân hàng lại tiếp tục muốn cho cái ông A này mượn thêm tiền. Và ông A này cũng tiếp tục lại mượn thêm tiền để đầu tư. Lúc nào ông A cũng sẽ mượn 3 tỷ luôn chẳng hạn. Đó, thì cái chu kỳ nó cứ tiếp tục như thế. Và các bạn để ý nè, có phải cái này chính là tín dụng nè. Này chính là tín dụng nè. Tín dụng nè, 500 triệu, 1 tỷ, 3 tỷ. Tức là cái gì các bạn? Nó đang tăng nè. Đúng không? Đúng theo cái chu kỳ mình vẽ vừa nãy đúng không? Rồi, cái thu nhập nè. Thu nhập này nó cũng tăng đó. Nhưng mà nó tăng đến một lúc thôi thì nó sẽ giảm, và thậm chí đến một lúc lỡ như thị trường bất động sản đóng băng thì sao? Giờ không ai thuê nhà không nữa. Đó, mất đi cái khoản thu nhập này, rồi mất luôn cái khoản thu nhập này. Thì tới lúc này thì sao các bạn? Thu nhập giảm rồi. Thu nhập giảm thì ai là người sợ đầu tiên? Ngân hàng là người sợ đầu tiên. Tại vì bây giờ sợ là không biết cái ông này có tiền trả cho mình không. Cho nên là ngân hàng sẽ thắt chặt tín dụng. Mà khi thắt chặt tín dụng thì sao? Chi của cái ông này sẽ giảm. Mà chi giảm thì sao? Nãy giờ chúng ta nói rất nhiều rồi, thu nhập sẽ giảm. Mà thu nhập giảm thì ngân hàng lại thắt chặt tín dụng. Thắt chặt tín dụng thì lại giảm chi thì lại giảm thu nhập. Cho nên là nó cứ kéo dài cái chuỗi giảm này. Và giảm đến một lúc thì ông này ông chịu không nổi nữa, ông rơi vào khủng hoảng rồi thì ông bắt buộc phải gì các bạn? Phải thanh lý những cái khoản tài sản này để mà trả những cái món nợ này. Thì bây giờ nếu mà đã rơi vào cái trường hợp thanh lý thì nó bắt buộc phải sao các bạn? Những cái món tài sản này nó phải giảm giá, đúng không? Làm sao nó giữ nguyên được cái giá gốc nữa? Bây giờ cái căn nhà 1 tỷ này bây giờ chỉ còn lại 500 triệu thôi. Rồi cái căn nhà 2 tỷ này thì sao? Giờ bây giờ giảm rồi, chỉ còn có 1 tỷ thôi. Đó, thì cái hiệu ứng này nó sẽ lan rộng ra toàn bộ thị trường. Tại vì thị trường đâu chỉ có một cái mình ông A này, mà nó còn có ông B, ông C, ông D, rồi 1.000 ông, 1 triệu ông khác, làm trong rất là nhiều những lĩnh vực khác nhau, bất động sản, rồi chứng khoán, rồi khởi nghiệp chẳng hạn. Thì tất cả mọi người đều rơi vào tình trạng khủng hoảng và đều phải bán tháo những cái tài sản của mình để mà trả cho những cái món nợ đã tăng quá mức chịu đựng của họ. Và khi mà mọi người cùng nhau bán tháo như vậy thì hiệu ứng giảm giá sẽ lan rộng ra trên toàn bộ thị trường. Đó lý do tại sao mà các bạn thấy là gì? Khi mà kinh tế rơi vào giai đoạn khủng hoảng thì cái gì nó cũng giảm giá hết. Nhà đất cũng giảm giá nè, cổ phiếu cũng giảm giá nè, tất cả mọi thứ nó đóng băng. Thì đó, sau cái ví dụ rồi các bạn đã hiểu rồi đúng không? Khi mà cái gánh nặng về nợ này nè, nó quá lớn và nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái thu nhập của chúng ta có. Tức là cái thu nhập không tăng kịp so với lại cái lượng nợ thì nó sẽ tạo ra bong bóng trên toàn thị trường. Và khi cái bong bóng đó nó không chịu nổi nữa rồi, cái lượng nợ nó lớn quá rồi, nó sẽ vỡ ra và nó tạo ra một cái giai đoạn khủng hoảng về kinh tế và nó lan rộng trên toàn bộ thị trường. Rồi thì đây chính là cái nguyên nhân mà nó dẫn đến đại khủng hoảng về kinh tế. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau xem đâu là cái giải pháp cho cái vấn đề này. Rồi thì khi khủng hoảng xảy ra các bạn thấy là gì? Cái nợ này nè, nó lớn hơn rất nhiều so với lại cái lượng thu nhập mà mọi người có. Cho nên là nếu mà chúng ta muốn giải quyết được khủng hoảng thì phải có cái cách nào đó để gì? Để giảm nợ xuống và tăng cái thu nhập của mọi người lên, thì lúc đó mới vượt qua được giai đoạn khủng hoảng. Và để làm được cái chuyện này á thì nó sẽ có 4 cái giải pháp. Và đây chính là 4 cái giải pháp mà trong hơn 100 năm vừa qua được những cái quốc gia đối mặt với đại khủng hoảng họ sử dụng để họ vượt qua cái giai đoạn đại khủng hoảng đó và giúp cho nền kinh tế khôi phục trở lại. Đến với giải pháp đầu tiên, đây chính là cái cách mà mọi người sẽ làm ngay khi mà nền kinh tế rơi vào khủng hoảng. Đó là cái gì các bạn? Giảm chi phí, giảm chi tiêu xuống á. Thì cái cách này nghe rất là hợp lý đúng không? Khi mà nợ quá cao và thu nhập quá thấp thì bây giờ chúng ta phải cắt giảm chi phí thôi chứ sao bây giờ. Cho nên là doanh nghiệp sẽ bắt đầu cắt giảm chi phí, sa thải nhân viên này kia để mà cái lượng chi phí này nó giảm xuống. Thì chi phí này giảm xuống sẽ có tiền để mà trả cho cái khoản nợ. Thì từ đó khoản nợ nó sẽ được giảm xuống đúng không? Tuy nhiên cái cách làm mình sẽ gặp một cái vấn đề như sau. Là khi mà chi giảm nè, thì cái câu thần chú chúng ta đọc từ đầu đến giờ là gì các bạn? Thu nhập cũng sẽ giảm.
thu nhập của mọi người trong nền kinh tế cũng sẽ giảm, bởi vì mọi người cắt giảm chi tiêu. Cho nên là đúng là nợ nó giảm thiệt, nhưng mà cái thu nhập này có tăng không? Không, cái thu nhập này thậm chí nó còn giảm nhanh hơn so với nợ. Cho nên là cái giải pháp thứ nhất này thật ra không phải là cái giải pháp triệt để cho cái vấn đề về khủng hoảng kinh tế này. Đó chính là lúc mọi người sẽ đến với lại cái giải pháp thứ hai, đó là sẽ cơ cấu lại nợ. Cơ cấu lại nợ có nghĩa là sao các bạn? Ví dụ bây giờ cái ông A này, hồi trước ổng cho cái ông B này ổng mượn 100 triệu đi. Đó. Thì bây giờ nè, ông A ổng thấy gì? Khủng hoảng kinh tế đến rồi, bây giờ ông B á không biết là có sắp phá sản hay chưa, chứ đừng có nói là trả mình 100 triệu. Cho nên là thôi, bây giờ lấy được đồng nào hay đồng đó, còn hơn là không lấy được đồng nào. Cho nên là ông A quyết định cơ cấu lại nợ và cho cái ông B này ba cái lựa chọn như sau. Đầu tiên, ông nói là gì? Thôi B ơi, khỏi trả 100 triệu, trả ít hơn cũng được, trả 50 triệu thôi được rồi. Đó, cái đó là cái lựa chọn đầu tiên. Cái thứ hai, ông kêu cái ông B này là gì? Thôi hồi trước mình hứa với nhau là 1 năm trả đúng không? Nhưng giờ tôi thấy bạn khó khăn quá, bây giờ thôi 2 năm đi. Đó, bây giờ bạn trả cho tôi trong vòng 2 năm cũng được. Rồi, nếu bây giờ vẫn còn khó khăn quá thì tôi cho bạn thêm cái lựa chọn thứ ba. Hồi trước mình hứa với nhau bạn trả cho tôi 10% lợi nhuận năm đúng không? Thôi bây giờ bạn chỉ cần trả 5% lợi nhuận 1 năm là được rồi. Đó, thì có 3 cái cách như sau để mà cơ cấu lại nợ. Thì vì thà là lấy được tiền còn hơn là không lấy được đồng nào đúng không các bạn? Và đúng là cái cách này sẽ giúp giảm được nợ. Nhưng mà cái vấn đề là gì các bạn để ý thôi, cái này là cái gì đây? Cái này chính là cái thu nhập của ai? Thu nhập của ông A, hay nói cách khác là gì? Thu nhập của những cái người chủ nợ ở trên thị trường. Thì đúng là cái cách này nó giảm nợ thiệt, nhưng mà đồng thời nó cũng khiến thu nhập giảm luôn. Và thật ra cái thu nhập này nó giảm còn nhanh hơn so với là cái lượng nợ này. Cho nên cái cách thứ hai này thật ra nó cũng vẫn chưa phải là cái giải pháp triệt để cho cái vấn đề về khủng hoảng kinh tế này. Và đó là lúc người ta bắt đầu tìm đến cái giải pháp thứ ba. Rồi trước khi nói về giải pháp thứ ba thì chúng ta phải hiểu là tại sao cái giải pháp thứ ba này nó lại có trên đời này. Thì các bạn hình dung nè, trong cái giai đoạn khủng hoảng kinh tế, ai là cái người gặp khó khăn nhiều nhất? Nhà nước. Tại sao nhà nước là cái người gặp rất nhiều khó khăn trong giai đoạn này? Tại các bạn để ý nè, cái thu của nhà nước sẽ giảm rất mạnh. Tại sao thu giảm mạnh? Tại thu của nhà nước là gì các bạn? Là thuế. Mà thuế đến từ đâu? Đến từ thu nhập của người dân. Mà nếu mà thu nhập của người dân bây giờ giảm lia lịa như vậy thì làm sao có tiền để mà đóng thuế cho nhà nước đúng không? Thì bây giờ cái thu đã giảm, cái chi lại còn tăng nữa mới chết chứ. Cái chi nhà nước lúc này là gì? Ngoài những cái chi bình thường phải chi ra, bây giờ nhà nước còn phải chi thêm tiền để cứu trợ cho những cái người nghèo mà không có tiền để mà sống sót qua cái giai đoạn đại khủng hoảng như thế. Rồi tiếp theo là gì? Phải hỗ trợ cho những cái người bị thất nghiệp, đúng không? Hỗ trợ thất nghiệp, rồi hỗ trợ tiền liên quan đến vấn đề y tế chẳng hạn. Thì bây giờ thu vừa giảm nè, chi lại còn tăng. Thì trong cái tình hình như thế, nhà nước lấy tiền đâu ra, làm sao để mà tăng cái khoản chi lên để mà có thể bù qua được cái đoạn này các bạn? Đó, thì đó là lúc chúng ta sẽ đến với cái giải pháp thứ ba. Ai là cái người có tiền để tăng chi cho nhà nước? Người giàu. Chỉ có người giàu mới có tiền trong những cái giai đoạn đại khủng hoảng như thế thôi. Và giải pháp thứ ba sẽ là gì? Lấy của người giàu chia cho người nghèo. Và bằng cách nào các bạn? Tăng thuế. Tăng thuế trực tiếp lên người giàu. Tuy nhiên cái cách làm này nó lại dẫn đến cái vấn đề như sau. Khi mà cái người giàu này nè, họ bị đe dọa, tức là họ thấy là gì? Bây giờ tiền mình làm cũng mồ hôi nước mắt mình làm ra chứ đâu. Bây giờ mọi người muốn lấy tiền của mình, thì bây giờ mình phải bảo vệ tiền của mình. Thì khi đó căng thẳng của người giàu tăng cao. Tại vì họ phẫn nộ là những người khác đang cố muốn lấy tiền của mình đi. Rồi ngược lại thì người nghèo cũng sao? Căng thẳng cũng dâng cao luôn. Tại vì sao? Họ cảm thấy là bây giờ mình quá bất công. Bây giờ tiền của mình không có để mà ăn đủ 3 bữa qua ngày. Vậy mà có những cái người bây giờ tiền xài không hết, bây giờ không chịu chi cho mình. Thì đó là căng thẳng cả hai bên đều dâng cao. Mà các bạn biết là gì? Khi mà căng thẳng dâng cao nó rất là nguy hiểm. Căng thẳng dâng cao nó sẽ dẫn đến vấn đề là gì các bạn? Nó sẽ xảy ra hai vấn đề, đó là nội chiến và ngoại chiến. Khi mà sự căng thẳng trong toàn quốc gia đó tăng cao, sẽ rất dễ xảy ra những cái mâu thuẫn liên quan đến vấn đề chính trị và có thể xảy ra nội và ngoại chiến. Và đây chính xác là những gì đã diễn ra trong quá khứ ha bạn. Tại sao có những cái cuộc chiến tranh trong quá khứ? Tại vì căng thẳng của mọi người tăng cao và nó dẫn đến những cái sự bất ổn định trong xã hội, và lúc đó chiến tranh nó xuất hiện để nó giải quyết những cái mâu thuẫn và cái vấn đề căng thẳng dâng cao đó. Cho nên là cái cách thứ ba này thật ra cũng không phải là cái cách triệt để giải quyết được cái bài toán về khủng hoảng kinh tế này. Và đó chính là lúc nó dẫn đến cái giải pháp thứ tư, và cũng chính là cái cách mà từ đầu đến giờ chúng ta chưa phân tích về nó, chính là in tiền. Rồi thì khi mà nói về vấn đề in tiền thì sẽ có nhiều người cảm thấy là gì? Cái việc này rất là bất công.
Tại vì bây giờ tiền giống như giấy, muốn in ra bao nhiêu là in thì sẽ rất là bất công cho những người gặp khó khăn. Nó sẽ khiến cho tình hình kinh tế trở nên nghiêm trọng hơn. Và không nên in tiền như thế. Thì thật ra nếu mà chúng ta suy nghĩ như thế là chúng ta chưa có suy nghĩ thấu đáo. Tại vì cái việc in tiền này sẽ giúp nhà nước làm được cái gì các bạn? Nó sẽ giúp nhà nước làm được hai chuyện sau. Thứ nhất là nhà nước sẽ có tiền để cứu trợ những cái người đang gặp khó khăn. Và thứ hai là nhà nước sẽ dùng cái tiền đó để mà mua những cái sản phẩm tài chính. Những sản phẩm tài chính là gì các bạn? Là những cái như là cổ phiếu nè, trái phiếu nè, chứng chỉ tiền gửi nè, vân 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 vân. Để chi? Nhà nước mua vào để khiến giá của những cái sản phẩm tài chính này tăng lên. Và những cái người mà sở hữu những cái sản phẩm tài chính này nè, khi đó sẽ có uy tín hơn trong mắt những cái người cho vay. Và khi mà họ có uy tín hơn trong mắt những người cho vay thì sao các bạn? Tín dụng sẽ được nới lỏng ra. Và khi tín dụng nới lỏng ra thì chi sẽ bắt đầu tăng trở lại. Và khi chi tăng trở lại thì thu nhập sẽ bắt đầu tăng trở lại. Và khi đó thì nền kinh tế sẽ bắt đầu có cái sự khởi sắc trở lại. Thì đây chính là cái giải pháp để thực sự khiến cho thu nhập của mọi người tăng lên. Và cái việc in tiền được xác định là có thành công hay không là dựa vào đâu các bạn? Dựa vào cái việc là nó có giúp thu nhập tăng nhanh hơn nợ hay không. Nếu mà cái số tiền đó in ra có thể giúp là gì? Thu nhập nó tăng nhanh hơn. Nó tăng nhanh hơn cái tốc độ phát triển của nợ. Và đến một lúc nào đó mà cái bài toán này nè, nó có thể bằng hoặc là nó đổi chiều. Tức là cái thu nhập của mọi người nó bắt đầu bây giờ lớn hơn cái lượng nợ có trên thị trường rồi. Thì khi đó cái việc in tiền này thực sự là thành công mỹ mãn. Và nó sẽ giúp cho nền kinh tế vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng đó. Nhưng là trước giờ chúng ta nghĩ là cái gì? Cái việc in tiền là một cái gì đó rất không nên làm. Thật ra cái cách suy nghĩ đó không đúng. Và nếu chúng ta nghĩ là gì, muốn in bao nhiêu là in thì cũng không đúng luôn. Tại vì cái việc in tiền này nè là một cái quyết định phải rất là cẩn trọng. Để làm chi các bạn? Để mà nó cân bằng được với lại ba cái giải pháp mà mình vừa đề cập nãy rồi. Tức là cái gì? Thứ nhất là giảm chi. Thứ hai là gì? Cơ cấu lại nợ. Và thứ ba là phân bổ tiền từ người giàu sang người nghèo. Thì cái việc in tiền nè phải làm sao để mà cân bằng được cả ba cái yếu tố này. Và phải đảm bảo là gì? Cái thu nhập nó có thể tăng nhanh. Để đến một lúc nào đó cái tốc độ phát triển của thu nhập nó lớn hơn cái tốc độ phát triển của nợ. Thì khi đó là khi nền kinh tế vượt qua được cái giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng đó. Cho nên là cái quyết định in tiền và in ra bao nhiêu tiền thực sự là quyết định cần phải tính toán rất tỉ mỉ. Chứ không phải là muốn in ra bao nhiêu là in đâu ha. Rồi, thì khi mà đại khủng hoảng được xử lý một cách hợp lý dựa vào cái sự kết hợp của cả bốn giải pháp mà mình vừa nói vừa rồi á, thì các bạn thấy là khủng hoảng nó sẽ qua đi và nền kinh tế nó sẽ khôi phục trở lại thôi. Đây, nó sẽ khủng hoảng nè, rồi nó sẽ khôi phục trở lại khi mà bốn cái giải pháp vừa rồi được áp dụng một cách hợp lý. Rồi nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng theo đúng như cái chu kỳ bên này. Vậy thôi, nó vẫn sẽ tiếp tục đi lên. Và quan trọng là gì? Cái đợt khủng hoảng tiếp theo thì nó vẫn sẽ tăng trưởng so với lại cái đợt khủng hoảng trước. Cho nên thật ra khi chúng ta nhìn vào cái đồ thị này chúng ta sẽ thấy là gì? Thật ra cái sự khủng hoảng và suy thoái kinh tế á, nó không có nghiêm trọng như chúng ta vẫn nghĩ. Tại vì theo đúng chu kỳ á, thì những cái đợt suy thoái kinh tế nhỏ nó sẽ xảy ra từ khoảng 5 đến 10 năm một lần. Còn những cái đợt khủng hoảng kinh tế mà lớn như thế này á, nó sẽ xảy ra từ khoảng 70 đến 100 năm một lần. Và khi nó xảy ra thì nó cũng sẽ qua đi thôi và nền kinh tế vẫn sẽ phát triển được trở lại. Quan trọng là chúng ta có hiểu biết về nó hay không và chúng ta có đủ can đảm để đối mặt với nó hay không. Rồi thì đó chính là tất cả những cái các bạn cần nắm để hiểu được cách thức hoạt động của nền kinh tế ngoài kia. Và sau video này các bạn thấy nó cũng đâu có phức tạp và khô khan như những gì chúng ta vẫn nghĩ trước đây đâu, đúng không? Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi cái video siêu dài này. Và nếu thấy nó hay đừng quên cho mình xem một nút like với nha. Nó sẽ giúp nhiều người biết đến cái mạng kiến thức này hơn. Và dành cho những bạn nào chưa biết thì đây chính là tập thứ 3 của chuỗi series về tài chính cá nhân. Các bạn có thể xem lại hai tập trước, mình sẽ để link trên màn hình để cho các bạn dễ ấn vào xem ha. Và ngoài ra thì mình có để thêm một số những cái tài liệu miễn phí ở dưới phần mô tả. Thì các bạn có thể kéo xuống để tải về xem nếu các bạn cảm thấy nó phù hợp với mình ha. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ xin chào và hẹn gặp lại nhau trong một video tiếp theo.